Xin mến chào các bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh thì trưa hôm nay giá mít đang có chiều hướng đang biến động thay đổi giá liên tục hôm qua và hôm nay. Trong một vài ngày trở lại đây thì giá mít đang tăng rất là mạnh. Còn hiện nay thì lượng mít tới lứa đang thu hoạch ở trong vườn thì không nhiều, nên tình hình giá mít có thể biến động lên xuống thay đổi rất là thất thường, thay đổi rất là bất ngờ. Giá hiện nay thì đang ở mức rất là cao. Xin chúc mừng những bà con nông dân đang còn mít, đang chuẩn bị thu hoạch mít Thái. Và do lượng mít ở trong vườn đợt này thì không nhiều, nên dự báo là trong một vài ngày tới thì giá vẫn còn có thể tiếp tục ổn định và có thể tiếp tục duy trì đà tăng. Đây thật sự là một tin vui, một tín hiệu rất là đáng mừng. Cái mít Thái, khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang mít cái động từ 42.000, kem lớn là 30, kem lớn là 40, kem nhì là 30, mít kem ba dao động từ 9.000. Mít trời hiện nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang chợ dao động từ 5.000. Như Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An có nhất cái đồng từ 43.000, kem lớn là từ 41.000, kem nhì là 31, và mít kem ba dao động từ 10.000. Mít chợ hiện nay khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ với cái đồng từ 5.000. Còn ở khu vực Tiền Giang hiện nay thì mít nhất cái đồng từ 44.000, kem lớn là 42.000, kem nhì là 32.000, và mít kem ba dao động từ 10.000. Mít chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ với mức giá dao động từ 5.000. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn tình hình giá mít ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì mít nhất dao động từ 34.000, kem lớn dao động từ 30 đến 31.000, kem nhỏ dao động từ 10.000. Mít chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng ký. Trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá mít ở khu vực miền Đông và khu vực Tây Nguyên thì cũng đang tăng rất là mạnh. Giá mít ở khu vực Tây Nguyên, hiện nay thì mít nhất dao động từ 32.000, kem lớn là 30.000, và mít kem nhỏ dao động từ 9.000. Mít chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng ký tùy theo từng nơi. Ngoài ra thì tình hình Thái cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần, mà thương lái mua chênh lệch lên xuống như các vườn mít là từ 500 đến 1.000 tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con một ngày vui vẻ, may mắn và thành công.